từ trong những câu kinh bên mẹ. Chuyện tình Giê-xu tôi đã được nghe thuở cùng cha Ê-a nguyên cô. Chuyện tình Bê-lem giang sinh lặng lẽ, chuyện đồi cao đớn đau thập hình, thiết tha tiếng yêu ngài cho khắp ngàn dân. Thưa lễ, thưa đáng, xin chào quý vị vào ngày hôm nay, vào tháng 9 ngày 1 2019 tại Gia Lai, và thưa lễ được tiếp chuyện với lại linh mục Gia Long là giáo xứ ở tại nơi đây. Con kính chào cha và xin cha cho không biết và cha về làm việc nơi đây được bao lâu ở nhà thờ ở đây ạ? Dạ, kính thưa anh thành lễ, tôi được Đức Giám Mục bổ nhiệm về đây vào năm 2006. Lúc bấy giờ ở vùng này là một cái vùng chưa có nhà thờ, nhà nguyện gì hết. Một là nơi rất là khó khăn về vật chất, cơ sở cũng như là về vấn đề an ninh chính trị. Thế nhưng mà qua trải qua cái thời gian khó khăn thì đến năm 2013 thì nhà nước đã công nhận nơi đây là cơ sở của giáo xứ Gia Tô, được chính thức nhà nước công nhận là giáo xứ và được tập trung sinh hoạt tôn giáo. Hiện nay giáo xứ Gia Tô gồm có những người kinh và người đồng bào. Người kinh thì khoảng 1.000, người đồng bào khoảng 1.500. Xung quanh giáo xứ Gia Tô có khoảng chừng 25 làng, những người đồng bào Gia Rai đã và đang theo đạo Công giáo, và hiện nay họ vẫn còn đang tiếp tục vào. Và đời sống của người kinh cũng như người đồng bào ở vùng đây, vùng này là vùng kinh tế cũng còn rất là khó khăn, nhất là những người đồng bào họ sống về chủ yếu về nông nghiệp. Nhưng mà về nông nghiệp thì rất là bấp bênh, thời tiết thì không có thuận tiện cho việc mà trồng tỉa, cho nên mùa màng rất là thất thoát, cho nên không có đủ ăn. Năm ngoái đó thì cà phê cũng như là lúa người ta thu hoạch rất là ít, không có đủ cho đời sống của người dân ở đây. Hiện nay thì chính quyền cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cho giáo xứ cũng như là các làng có những cái điểm để mà sinh hoạt về vấn đề tôn giáo được tốt hơn. Dạ, cảm ơn cha. Thưa cha, vào buổi sáng chủ nhật thì khoảng là bao nhiêu gia đình hoặc là bao nhiêu con giáo dân để đến đây làm lễ thưa cha? Tại giáo xứ này thì buổi sáng 5:30 thì có thánh lễ cho người đồng bào Gia Rai, thì khoảng chừng 500 người sinh hoạt ở nơi đây. Cái nhà thờ vẫn còn là làm tạm về tôn, vách tôn, và làm tạm để mà sinh hoạt che nắng che mưa thôi. Còn thánh lễ lúc 9 giờ người kinh cũng thế, cũng khoảng chừng 500 người. Thưa cha, ngày hôm nay được biết là Nụ Cười Yêu Thương cùng với một số nhóm, chẳng hạn như nhóm Ngọc Trong Tim cũng như là các nhóm, các ân nhân bảo trợ khắp mọi nơi, không những ở trong nước và ngoài nước, thì cứ một năm là cha được bao nhiêu cái hội từ thiện tới, và dân chúng sau khi mà nhận được món quà tinh thần cũng như vật chất thì họ như thế nào thưa cha? Thì ở trong giáo xứ thì các cái đoàn từ thiện thì cũng ít tới, một năm có khoảng chừng 2-3 đoàn tới để phát quà cứu đói cho người nghèo. Riêng mà phát quà cho Trung Thu thì đây là nhóm phát quà đầu tiên trong năm nay, phát quà đầu tiên cho các em Trung Thu. Giáo xứ cũng đang mong mỏi không biết là có nhóm nào, có nhóm từ thiện nào đến để phát quà Trung Thu cho các em không. Thì anh Tuấn, nhóm Nụ Cười Yêu Thương đã điện và để cho giáo xứ Gia Tô vào ngày 1 tháng 9 để phát quà Trung Thu cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Tất cả các em thiếu nhi trong giáo xứ rất là phấn khởi, hôm nay đã tập trung về chắc cả ngàn.
Kính thưa quý vị, Thành Lễ xin nhắc lại, đây là lần thứ hai. Hôm qua là 31 tháng 8, chúng tôi đã phát quà cho trên gần 2-3 ngàn em ở dưới Kon Tum. Ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục ngày thứ nhì, ngày 1 tháng 9 tại Gia Lai, chúng tôi lại phát quà. Thì nhóm Ngọc Trung Tim được sự hỗ trợ của First Finance Security cũng như là Tân Kỳ Frauder, cũng như các anh chị ân nhân của nhóm Ngọc Trong Tim đã gửi cho em một số áo áo lạnh đó thưa cha, để cho các em trong mùa mưa mùa lạnh để cho các em được ấm áp. Ngoài ra những các món ăn như là trung thu, bánh vỡ, sách báo, thì ở đây dương chúng là người nông, thì cái vật dụng gì để nay mai để các hội từ thiện họ giúp đỡ nó hữu hiệu hơn và đúng hơn. Các dụng cụ của bà con dùng ở đây thường là cuốc, xẻng, dao. Ngày hôm nay sẽ có đó. Dạ vâng. Thì những cái đó là những cái họ thường là dùng thường xuyên để mà lao động. Nếu có thể được thì giúp cho bà con vấn đề mà cách chăm sóc cây trồng để tạo cho bà con làm các vụ mùa nó sẽ đạt được kết quả cho bà con, chẳng hạn như là trồng cà phê hoặc là trồng lúa, nhất là có thuốc rồi có phân bón để mà giúp cho cái vụ mùa của họ đem lại đạt thành quả. Cái khó khăn nhất của cha tổ chức để truyền đạo cũng như là để dạy dỗ và để chăm sóc, thì cái khó khăn nhất hiện nay chúng ta đang gặp phải là gì thưa cha? Đó là vấn đề cơ sở vật chất, rồi để mà có cái nơi để quy tụ cho các em về đây rất là khó khăn. Trung bình mà xa nhất là dùng phương tiện đi bộ cho đến đi xe đạp hoặc là xe gắn máy, thì xa nhất là bao nhiêu tiếng mới tới đây? Xa nhất là 40 cây số. Kính thưa cha, ở ngoài đây thì mỗi lần có những cái phong tục của những anh em của dân tộc đó thì họ còn cái giữ cổ truyền không cha, hay là mình chỉ cho họ cách sống để cho nó cuộc sống nó được hiện tốt hơn, thì cha có phương cách nào cho cha chia sẻ thêm? Đối với vấn đề mà giúp cho các em vấn đề học thì giúp cho các em sách vở để các em đi học, và cũng hỗ trợ cho các em có một cái số tiền nho nhỏ để các em đóng góp trong việc mà trong cái khóa học của các em. Rồi quần áo học sinh các em cũng thiếu thốn, đến mùa học đi học này thì quần áo học sinh này không có, thì chỉ kiếm một phần nào đó thôi. Đối với các gia đình nghèo, họ muốn có một bộ đồ học sinh, trang phục học sinh cho các em đi học, thì nhiều gia đình không có khả năng để mà mua sắm, cho nên có những các em đã phải nghỉ học, không có các em không có thể đến trường được. Con rất cảm ơn cha để dành thời gian quý báu để dành phỏng vấn cho nhóm Ngọc Trong Tim. Lời cuối cùng con cũng thay mặt cho tất cả các ân nhân xin kính chúc, và xin chúc cha lúc nào cũng khỏe mạnh, được nhiều hồng ân cũng ân trên. Và thưa cha, có câu cuối để cha gửi gắm đến quý khán giả, nếu mà muốn liên lạc với nhà thờ mình hoặc là liên lạc với cha để chúng ta hỗ trợ trong công tác xã hội thì gọi với số phone hay địa chỉ như thế nào thưa cha? Vâng, xin thay mặt cho bà con trong giáo xứ, người Kinh cũng như người đồng bào Gia Rai, xin cảm ơn tất cả các quý vị ân nhân, các nhóm Ngọc Trâm Tim và nhóm Nụ Cười Yêu Thương, và tất cả các quý vị ân nhân đã chia sẻ một món quà cho các em thiếu nhi, cho những người nghèo rất là ý nghĩa. Xin thay mặt cho bà con cảm ơn tất cả quý vị, và xin Chúa xin bề trên ban nhiều ơn phước lành cho tất cả quý vị luôn được bình an mạnh khỏe, để rồi quý vị tiếp tục làm việc đạt thành quả, rồi tiếp tục lại chia sẻ những cái phần quà của quý vị cho những người nghèo vùng sâu vùng xa này. Thưa cha, một lần nữa cha cho con biết địa chỉ email và số phone của nơi đây. Địa chỉ ở đây là giáo xứ Gia Tô, thôn 2, xã Gia Tô, huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai.
số phone của tôi là 0919709640. Thưa quý vị, những cái information, những địa chỉ, số phone chúng tôi hiện dưới màn hình. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hy vọng rằng quý vị khắp mọi nơi xem chương trình này, chúng ta nếu có về Việt Nam hoặc là chúng ta ở các nơi trong đất nước Việt Nam, có về những vùng Tây Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, hoặc là một số nơi ở trên vùng núi hẻo lánh, chúng tôi mong muốn quý vị trước chúng ta đi tham quan, chúng ta đi thăm thân nhân, thì chúng ta ghé chia sẻ đền bù lại những gì mất mát, hụt hòi của những người anh em dân tộc thiểu số. Một lần nữa con kính chúc cha lúc nào cũng khỏe mạnh, và hy vọng rằng một dịp nào nữa nhóm Ngọc Trong Tim được trở lại. Xin chào cha. Xin cảm ơn anh Thành Lễ, cảm ơn nhóm Ngọc Trong Tim cùng tất cả quý vị ân nhân đã chia sẻ những món quà ý nghĩa, áo ấm cũng như những các cái dụng cụ cho những người nghèo, những trẻ em vùng sâu vùng xa. Xin chào cha. Cho khắp ngàn dặm, chuyện tình dễ xưa.